Xin chào quý vị, tôi là Hoàng Văn Đại, trưởng phòng kỹ thuật và phát triển sản phẩm Aerosmith. Hôm nay rất vui được gặp quý vị. Vì gần đây, như quý vị biết, nguồn nước Hà Nội bị nhiễm một số vấn đề về dầu bẩn, nhiễm trong nước. Thì vấn đề này các phương tiện thông tin đại chúng đã nói rất nhiều và cơ quan nhà nước cũng đang cố gắng khắc phục vấn đề này. Tuy nhiên, Aerosmith nhận được rất nhiều câu hỏi từ phòng chăm sóc khách hàng. Số điện thoại hotline của chúng tôi liên tục nhận được rất nhiều các câu hỏi của khách hàng về việc máy của Aerosmith liệu có lọc được những vấn đề về dầu thải bị nhiễm trong nước hay không. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn về việc tác hại của dầu thải nhiễm vào trong nước, cũng như là giải thích về cơ cấu hoạt động của máy lọc nước. Liệu máy lọc nước Aerosmith có xử lý được triệt để vấn đề dầu thải có trong nước hay không? Như các bạn đã biết, trong dầu thải thì có chứa hai thành phần rất nguy hại cho sức khỏe, đó là styren và xylen. Theo như thông tin của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, thì hai thành phần này có tác động lên hệ thần kinh, cũng như là tác động lên gan, thận và một số cơ quan khác, có khả năng gây ung thư nếu chúng ta tiếp xúc lâu dài với những hóa chất này. Và cũng theo như thông tin của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, thì để xử lý hai cái hóa chất này thì có một số cái biện pháp như sau. Thứ nhất là sử dụng than hoạt tính để hấp thụ những hóa chất này trong nước. Thứ hai, mình nếu trong trường hợp mà hóa chất này có chứa cái lượng nhiều trong nước thì chúng ta có thể bổ sung thêm một phương pháp, đó là sục khí để làm bay hơi những hóa chất này trong nước. Và hôm nay để khẳng định được là máy Aerosmith có xử lý được cái hóa chất này hay không thì chúng tôi sẽ tiến hành một thí nghiệm sau đây để quý vị tận mắt chứng kiến cái việc là máy Aerosmith hoạt động và xử lý hai cái thành phần hóa chất này trong dầu thải như thế nào. Thưa quý vị, để thực hiện việc thử nghiệm xem máy lọc nước của Aerosmith có lọc bỏ hoàn toàn được dầu thải trong nước hay không, chúng tôi chuẩn bị những thiết bị sau đây. Thứ nhất là máy lọc nước A1 của Aerosmith. Thì máy lọc nước A1 của Aerosmith sẽ đi kèm theo một cái lõi tiền lọc. Lõi tiền lọc này thì các bạn có thể quan sát được cái dòng nước từ nước cấp đi vào trong lõi. Thì một lát nữa chúng tôi có chuẩn bị cả đây là lọ dầu thải mà chúng tôi xin được ở những cái tiệm sửa xe máy. Và khi mà pha dầu thải vào trong nước cấp thì các bạn sẽ quan sát được là máy sẽ hút nước cấp qua cái bộ tiền xử lý. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được là nước bên trong nó sẽ có màu đen ở bên trong cái lõi lọc tiền xử lý của máy lọc A1 của Aerosmith. Rồi sau đó thì nước sẽ đi vào bên trong máy và xử lý qua 5 cấp lọc của Aerosmith. Nước sẽ đi ra vào một cái bình chứa, đây là nước tinh khiết. Bởi vì đây là công nghệ RO sidestream nên nước sẽ có một phần nước thải sẽ thải ra bên phía nước thải này. Thì các bạn cũng sẽ quan sát được nước thải nó sẽ có màu sắc như thế nào sau khi mà nước xử lý xong. Và trước khi tiến hành xử lý thì chúng tôi sẽ kiểm tra sơ về chất lượng nước cấp, về chỉ số đơn giản thôi, đó là chỉ số TDS, là chỉ số đánh giá về tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước để các bạn xem. Và sau khi chúng tôi lọc xong thì chúng tôi cũng sẽ đo là chất lượng nước tinh khiết. Sau qua hệ thống xử lý của Aerosmith thì chất lượng nước tinh khiết có thay đổi như thế nào so với nước cấp đầu vào. Chúng tôi có chuẩn bị một cái dụng cụ gọi là bút TDS để thực nghiệm. Thì trước hết thì tôi sẽ đo cái chất lượng nước trước khi mà pha với dầu thải cho các quý vị biết. Rồi sau đó, sau khi pha với dầu thải thì tôi sẽ lại tiến hành đo nước mà có dầu thải. Đấy. Xin mời quý vị quan sát. Đây là chỉ số đang về 0 quý vị nhé. Thì các quý vị có thể thấy đây. Chỉ số hiện tại là 155 156. Như vậy là chỉ số 156 là chỉ số của nước cấp đầu vào. Sau đây thì tôi sẽ tiến hành pha dầu thải vào trong nước cấp.
Đây thưa quý vị, đây là dầu thải chúng tôi xin được cửa hiệu sửa xe máy. Và chúng ta sẽ pha dầu thải vào trong này. Mùi dầu rất khó chịu. Thì như các bạn biết thì dầu thì nó sẽ nhẹ hơn nước và nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Thì một lát nữa, bởi vì có một số quý vị băn khoăn là thế thì thí nghiệm này thì đâu có hút được dầu, mà ở dưới là chỉ hút được nước máy thôi. Thế thì dầu ở phía trên làm sao hút được? Thì một lát nữa khi máy chạy thì tôi cũng sẽ di chuyển cái đường nước lên phía trên để làm sao mà máy có thể hút được cả dầu vào trong máy để xem máy có xử lý được hay không. Chúng ta cũng cần phải trộn cho dầu và nước, nó sẽ trộn đều lên. Đấy, nhìn như quý vị thấy là nước và dầu nó sẽ trộn đều như thế này. Trước khi làm thí nghiệm thì tôi cũng xin phép giới thiệu qua cho quý vị biết là máy lọc nước của Aerosmith có cấu tạo như thế nào và cái quá trình xử lý ở bên trong của máy Aerosmith nó diễn ra như thế nào. Mời quý vị xem. Quý vị thấy máy lọc Aerosmith thì phần lớn có 5 bước lọc tiêu chuẩn. Thứ nhất đây là cái bước lọc thô, hay thường gọi là bước lọc PP5. Có nhiệm vụ là sẽ loại bỏ những cái cặn bẩn lơ lửng mà có kích thước hơn 5 micron. Sau khi mà loại bỏ cặn bẩn xong thì nước sẽ được đi vào trong một cái bước lọc gọi là bước lọc đây thì các bạn sẽ nhìn thấy sẽ đây là bước lọc GAC. GAC có nghĩa là đây là bước lọc than hoạt tính. Thì bước lọc than hoạt tính này có nhiệm vụ là hấp thụ những cái hóa chất hữu cơ hoặc là clo dư ở trong nước. Thì styren và xylen là một trong những cái hợp chất hữu cơ mà sẽ bị than hoạt tính của cái lõi GAC này hấp thụ. Sau khi mà nước qua lõi GAC thì sẽ đến lõi tiếp theo, đó là lõi PP1. PP1 sẽ loại bỏ những cặn bẩn có kích thước nhỏ hơn, hay mình hay thường gọi là lõi lọc tinh. Sau đó thì nước sẽ vào bơm. Bơm này có nhiệm vụ sẽ tăng áp để tạo áp lực lớn để nén vào trong lõi RO. Lõi RO của Aerosmith là công nghệ RO sidestream. Thì như các bạn biết là với công nghệ màng lọc RO sidestream ấy, thì dòng nước sẽ trượt trên bề mặt của màng lọc. Màng lọc này sẽ trích ra những cái nước tinh khiết và đưa vào trong cái hệ thống bình chứa này. Thế còn phần nước thải nó sẽ đẩy ra một cái đường thải. Lát nữa các quý vị sẽ thấy là đường nước thải thì các quý vị thấy đường nước thải nó sẽ rất bẩn, bởi vì là có chứa dầu thì cũng sẽ bị đẩy ra đường nước thải. Sau đó thì sau lõi RO thì nước sẽ vào tiếp một cái lõi lọc gọi là lõi lọc PAC. Thì như quý vị thấy, lõi lọc PAC cũng là một loại than hoạt tính. Than hoạt tính này lại hấp thụ những cái phần mà gọi là rò rỉ qua lõi RO thì sẽ hấp thụ nốt. Và sau đó nó cái nước của đầu ra mà đến vòi đó nó sẽ hoàn toàn là nước tinh khiết. Thì nhưng mà khi mà mình làm thí nghiệm ấy thì các bạn lưu ý là mình cần phải khóa cái bình áp này vào. Rồi các bạn thấy là máy bắt đầu hoạt động. Tôi sẽ trộn dầu một lần nữa. Và các bạn đã biết là bởi vì dầu thì nhẹ hơn nước cho nên dầu sẽ nổi lên trên mặt nước. Và để đảm bảo cho là cái việc mà dầu có thể đi vào trong máy thì mình cũng nhấc cái ống nước cấp lên.
trên gần với bề mặt để cho máy nó hút cái lượng dầu ở trên bề mặt. Đây quý vị thấy. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể quan sát là đây dầu đã vào trong cái bên trong phía trong của cái lõi lọc. Và một phần dầu cũng sẽ được giữ trên bên trên bề mặt của cái lõi lọc thô này. Tiếp theo thì quý vị quan sát về cái cốc nước tinh khiết. Cốc nước tinh khiết thì quý vị thấy là nước rất là trong. Tuy nhiên cái phần nước thải thì nước thải rất là đục ngầu. Và tôi sẽ tiến hành thí nghiệm nhanh để các quý vị thấy. Và bởi vì là cái cốc mà đựng hai cái này nó hơi bé nên là chắc là mình sẽ hút thêm một ít nữa và sau đó mình sẽ dừng máy và kiểm tra cái chất lượng nước đầu ra của nước thải cũng như nước tinh khiết. Và để xem là cái nước tinh khiết nó có đạt tiêu chuẩn về nước uống hay không. Đây, các bạn thấy tôi sẽ nhấc lên này, nhấc lên khỏi mặt. Rồi nhẹ để cho cố tình làm sao mà hút được một cái lượng dầu ở trong nước vào trong máy để cho máy thực hiện cái việc mà lọc cái dầu này ra khỏi cái nước uống của mình. Chúng ta sẽ tiến hành đo cái nước tinh khiết và nước thải. Tôi sẽ cho cái phần nước thải vào trong cái phần nước cấp. Ok. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy nước tinh khiết. Chỉ số TDS của nước tinh khiết đã về 10. Chỉ số TDS về 10. Đây, các bạn có thể quan sát được. Chỉ số về 10. Như vậy là chỉ số này rất đảm bảo cho việc mà ăn uống, nấu nướng của quý vị. Thế còn mình sẽ sang kiểm tra phần nước thải. Nước thải thì quý vị thấy nước thải lên rất là cao. 295. Thì như các bạn biết là nước cấp mà khi lúc đầu mình kiểm tra ấy, nó chỉ là 156. Nước thải là gần 300, tức là cái TDS của nước thải nó sẽ gấp đôi so với nước cấp. Bởi vì là các bạn biết là mình lấy ra mất một phần nước tinh khiết rồi. Do vậy mà cái độ TDS nó sẽ rất là cao ở cái phần nước thải. Do vậy tôi cũng rất chân thành được khuyên quý vị là nước thải này đối với máy lọc nước thì mình cũng nên xả bỏ. Mình không dùng cho các mục đích liên quan đến ăn uống nấu nướng. Khẳng định một lần nữa là nước sau máy lọc nước của Aerosmith là nước uống tinh khiết. Thì tôi cũng sẽ uống thử cho các bạn để các bạn xem là cái nước này có đảm bảo cái việc mà uống hay không. Tôi gọi là cam đoan là nước hoàn toàn không có một cái mùi gì hết. Các bạn cũng quan sát thấy là nước rất là trong và cái nước này là hoàn toàn uống được. Như vậy thì qua cái thí nghiệm này, các quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng máy lọc nước của Aerosmith. Mặc dù nước đầu vào có trộn với dầu thải nhưng mà nước đầu ra vẫn là nước tinh khiết. Nước tinh khiết này hoàn toàn uống được và tôi cũng đã uống thử cho các bạn xem là nước này nó có uống hay không. Và các quý vị cũng hoàn toàn quan sát một lần nữa là nước rất là trong và hoàn toàn có thể uống được. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Aerosmith cũng như là cái thí nghiệm của bên phòng kỹ thuật và phát triển sản phẩm của Aerosmith thực hiện. Và nếu quý vị có câu hỏi gì thêm thì quý vị có thể gọi đến hotline với số hotline là 18001228 hoặc là vào trang web của Aerosmith cũng như là fanpage trên Facebook để quý vị có thể comment, quý vị có thể bình luận cho Aerosmith. Và chúng tôi rất mong sẽ được phục vụ quý vị trong vấn đề giải quyết những vấn đề mà liên quan đến nước. Cảm ơn quý vị.